Xin chào các bác nhé. Đấy, hôm nay em còn 3 cái bộ mic bãi, mic bãi xịn nội địa Trung Quốc. Tay mic rất đẹp, đầu chụp thì em thay toàn bộ cái đầu chụp mới tinh vào rồi các bác nhé. Đấy, côn sử dụng dòng côn của mic Bayer, hát rất là sướng luôn. Đấy. Toàn bộ là kể cả từ côn trở đi nhé, đều là zin nguyên bản hết các bác nhé. Đều là côn zin nguyên bản hết. Tay chân đẹp, không xước xác một chút nào các bác nhé, không có tự ngắt. Đấy, còn ba bộ em bán xả nốt cho các bác cái giá là 1.600.000 bao ship và tặng kèm đầy đủ dây tắc. Đấy, tiếng rất là hay luôn các bác nhé, sóng thì được tầm 20-30 mét. Đây nội thất của đầu thu đây. Đấy. Đấy, hiển thị của đầu thu đấy các bác nhé, sáng màu cam nhìn rất là đẹp. 1.600.000 bao ship và tặng kèm đầy đủ dây tắc. Em chỉ còn có 3 bộ thôi các bác nhé. Còn có 3 bộ thôi. Bác nào mà mua thì vui lòng cọc cho em 100.000 cước thì em sẽ ship code nhé. Hàng đến kiểm tra đẹp đúng như này các bác thanh toán nốt nhé. Và chất âm của cái dòng này thì em bao hay các bác. Bao hay, không hay không lấy tiền luôn. Đấy, mic đẹp như này 1.600.000 mà không chơi thì chơi được cái dòng gì. Rất đẹp nhé. Lần 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Lần đừng khóc nữa em nhé, hãy lau khô những giọt lệ, phải rời xa số điện thoại 0967851866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.